Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 17 giờ chiều nay của Đài Phát thanh truyền Quảng Bình. Hôm nay ngày 15 tháng 9 năm 2014 có những nội dung gì như sau. Quảng Bình hơn 3.000 khách quốc tế tham gia tour du lịch Zip Line khám phá hang động. Ngư thủy Bắc triển khai công tác phòng chống lụt bão. Xã Phú Đình, huyện Bố Trạch chuẩn bị bước vào thu hoạch sản nguyên liệu. Nhằm đa dạng thêm các sản phẩm du lịch, phá vỡ tính chất mùa vụ trong hoạt động du lịch để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của du khách trong và ngoài nước khi đến với Phong Nha Kẻ Bàng nói riêng và Quảng Bình nói chung, Trung tâm Du lịch Phong Nha Kẻ Bàng đã đầu tư gần 7 tỷ đồng và đưa vào sử dụng loại hình dịch vụ du lịch mới, đu dây trên không zip line tại tuyến du lịch sông Chài Hang Tối của Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Từ tháng 8 năm 2014 đến nay, tour du lịch này đã đón trên 3.000 lượt khách quốc tế. Khi đến với tuyến du lịch sông Chài Hang Tối, du khách đam mê khám phá mạo hiểm sẽ được đu dây zip line trên không 400 mét để vào khám phá hang tối. Sau khi hoàn thành hành trình khám phá hang tối, du khách sẽ được tham gia các trò chơi đu dây zip line tắm sông Chài. Từ tháng 8 năm 2014 đến nay, tour du lịch này đã đón trên 3.000 lượt khách quốc tế. Hầu hết du khách quốc tế khi đến với tour du lịch này đều rất hài lòng vì những dịch vụ mạo hiểm và mới lạ. Đây là dịch vụ du lịch mới đánh dấu bước đột phá trong việc đa dạng hóa các loại hình du lịch nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế khi đến với di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng nói riêng và Quảng Bình nói chung. Đây cũng chính là bước khởi đầu cho sự phát triển của các mô hình du lịch tầm cỡ trong tương lai của Quảng Bình. Thời gian qua, Quảng Bình luôn đồng hành cùng với ngư dân giúp bà con vươn khơi bám biển. Quảng Bình hiện có 4.000 tàu cá với tổng công suất gần 400.000 CV, trong đó tàu cá có công suất từ 90 CV trở lên có trên 1.100 chiếc. Số tàu cá đóng mới hàng năm từ 50 đến 70 chiếc, cải hoán từ 150 đến 200 chiếc. Ngay sau khi Nghị định 67/2014 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Bình đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc cho ngư dân vay vốn. Theo đó, ngư dân được vay từ 70 đến 95% tổng giá trị đầu tư đóng mới cải hoán, lãi suất chủ tàu phải trả từ 1% một năm đến 3% một năm, thời hạn cho vay 11 năm, trong đó năm đầu tiên chủ tàu được miễn lãi và chưa phải trả nợ gốc. Việc triển khai chính sách hỗ trợ này giúp ngư dân mạnh dạn hơn trong việc sử dụng nguồn vốn để đóng tàu vỏ thép, vươn khơi bám biển. Trong những năm gần đây, phong trào tình nguyện hiến máu nhân đạo đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đông đảo học sinh, sinh viên, đoàn trường học đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện do Hội chữ thập đỏ tỉnh phát động. Năm học 2013-2014, toàn tỉnh có 46 đoàn trường học với gần 1.000 chi đoàn, hơn 27.000 đoàn viên. Hoạt động hiến máu nhân đạo ngày Chủ nhật Hồng đã được các đoàn trường duy trì có hiệu quả. Các đoàn trường đã huy động hơn 1.500 đoàn viên thanh niên đăng ký hiến máu tình nguyện và nhận được gần 1.700 đơn vị máu. Nhiều đoàn viên thanh niên không chỉ tham gia hiến máu tích cực mà còn là người đi đầu trong công tác vận động tuyên truyền hiến máu. Với phương châm mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, đoàn viên thanh niên, đoàn trường học đã và đang thể hiện tinh thần nhân đạo và trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng. Sau hơn 3 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy đã hoàn thành được 17 trên 19 tiêu chí của chương trình. 17 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới mà xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy đạt được bao gồm quy hoạch và thực hiện quy hoạch, điện thủy lợi, trường học, chợ nông thôn, bưu điện, nhà ở dân cư, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, an ninh trật tự xã hội. Để đạt được kết quả trên, ngoài sự nỗ lực cố gắng của chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn, xã Liên Thủy đã tranh thủ sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước, huy động sức dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, Liên Thủy đang tích cực triển khai xây dựng và sửa chữa các công trình đường nội đồng và nhà văn hóa để hoàn thành hai tiêu chí còn lại, gồm giao thông và cơ sở vật chất văn hóa, phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới trước ngày 30 tháng 9. Hiện nay, chính quyền địa phương và nhân dân xã Nghi Thủy Bắc đang tích cực triển khai công tác phòng chống lụt bão. Là địa phương ven biển, vì vậy xã Nghi Thủy Bắc luôn gánh chịu nhiều thiệt hại do thiên tai gây ra. Trong năm 2013, ước tính thiệt hại do hai cơn bão số 10 và số 11 gây ra trên địa bàn xã khoảng 37 tỷ đồng. Rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống lụt bão trong những năm trước, hiện chính quyền xã Nghi Thủy Bắc đã lên phương án cụ thể cho công tác di dời. Cụ thể, toàn xã Nghi Thủy Bắc có trên 950 hộ gia đình, trong đó có hơn 100 hộ nằm trong diện nguy hiểm cần phải di dời. Xã cũng tích cực tuyên truyền đến người dân về việc áp dụng phương châm 4 tại chỗ, tích trữ lương thực thực phẩm phục vụ sinh hoạt, kêu gọi ngư dân đưa tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn, cập nhật liên tục và thường xuyên về tình hình của bão lũ để kịp thời thông báo cho ngư dân.
Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có phần lớn diện tích đất phát triển cây cao su Tiểu Điền, xã Phú Định, huyện Bố Trạch còn có diện tích đất trồng sắn nguyên liệu khá lớn, cung ứng cho nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Sông Vinh. Hiện nay, bà con nông dân đang bắt đầu bước vào vụ thu hoạch sắn nguyên liệu. Xã Phú Định hiện có 340 hectare sắn nguyên liệu phát triển rất tốt và chuẩn bị cho thu hoạch. Dự ước tổng sản lượng thu hoạch đạt khoảng 11.000 tấn, năng suất được đạt 30 tạ trên 1 hectare. Do tình hình thị trường các mặt hàng nông sản nói chung và thị trường sắn nguyên liệu nói riêng, thời gian qua có nhiều biến động, nên bà con nông dân trồng sắn khá lo lắng, nhất là khi vụ thu hoạch đang đến gần. So với mọi năm thì năm nay sắn tốt, nhưng mà sản lượng thì cũng nhiều. Nhưng mà do thị trường nó biến động trong thời gian vừa qua thì là một người nông dân thì tôi cũng hy vọng là sau đó nhà máy làm sao đó cho giúp đỡ cho người dân vừa một phần vừa tạo điều kiện cho kinh tế cho người nông dân. Để giúp người dân yên tâm sản xuất, ngoài việc khuyến khích động viên người dân tiếp tục đầu tư chăm sóc các diện tích sắn nguyên liệu nhằm nâng cao năng suất sản lượng thu hoạch, chính quyền xã Phú Định đã trực tiếp làm việc với nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Sông Vinh về công tác thu mua, giá cả thu mua để đảm bảo mức giá tương đối cho bà con nông dân. Dù thị trường xuất khẩu gặp một số khó khăn, song nhà máy, chính quyền địa phương vẫn cam kết thực hiện những điều khoản đã ký kết theo hợp đồng với người trồng sắn, đảm bảo thị trường đầu ra ổn định cho mặt hàng sắn nguyên liệu. Vừa rồi thì là Ủy ban xã đã chủ động mời các thôn họp trao đổi và cùng trao đổi về dân cụ thể, mà cụ thể đang làm việc với nhà máy về cái công tác thu mua cho sắp tới. Thì về phía nhà máy cũng cam kết thì sẽ hứa để là mua hết lượng sắn cho bà con, nhưng với cái giá cả thì hiện tại thì chưa có cái giá mua cả, nên nhân thì cũng rất băn khoăn. Từ đó thì cán bộ chúng tôi cũng rất lo về cho để bà con để đảm bảo cái cuộc sống, thì cũng đáng còn trên đa là tuyên truyền vận động bà con cố gắng để chăm sóc, thực hiện năng suất cho tốt, còn cái giá cả thì theo thị trường. Cây sắn đã có mặt khá lâu trên vùng Gò Đồi, huyện Bố Trạch nói chung và xã Phú Định nói riêng. Ngoài cây cao su, loài cây công nghiệp giúp nhiều hộ dân nơi đây làm giàu, thì cây sắn, nhất là sắn nguyên liệu, cũng là loài cây kinh tế góp phần tích cực trong cải thiện đời sống của bà con nông dân Phú Định. Vì vậy, người dân luôn mong muốn có một thị trường đầu ra ổn định để yên tâm đầu tư cho diện tích sắn trên địa bàn, nhằm đưa xã Phú Định thực sự là một trong những vùng sản xuất nguyên liệu chất lượng cao của tỉnh. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi tin bão trên biển Đông, cơn bão số 3. Hồi 10 giờ ngày 15 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 117,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, tức là từ 118 đến 149 km/h, giật cấp 15, cấp 16. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 đến 30 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 16 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 110,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ninh, Hải Phòng khoảng 320 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, tức là từ 134 đến 149 km/h, giật cấp 15, cấp 16. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, đi vào đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 17 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 105,2 độ Kinh Đông trên khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, cấp 9. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ. Tại Quảng Bình, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới qua Bắc Trung Bộ nối với cơn bão số 3, nên thời tiết trong 24 giờ tới trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Đây là một cơn bão mạnh có tốc độ di chuyển rất nhanh và diễn biến phức tạp, cần chú ý theo dõi trong các bản tin tiếp theo. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thời tiết chiều và tối nay. Khu vực miền núi mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.